Thiệt á, trong đời của tôi á, tôi mới nghe chú nói một lần đầu tiên. Vì hồi lúc tôi còn bé đó, để tôi nói chú nghe, lúc tôi còn bé thì trong xóm á thì có nhiều ông cụ của chú. Cái thời của tôi còn nhỏ, ông cụ sống sống thọ lắm, đến 80-90 tuổi mà chưa khai mắt hết á. Cái thời của tôi đó, thời tôi còn bé đó, thì tôi thì thích nghe các ông kể chuyện á, nghe kể chuyện này kể chuyện nọ, như là tu rồi ngồi thiền như cách nào ấy chú. Thì các ông hay ngồi trò chuyện là tôi hay ngồi đó tôi nghe, tôi hay ngồi đó tôi nghe, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi nghe được những cái chuyện này. Đó có sao thì tôi nói vậy, thì cho đến ngày hôm nay tôi cũng chưa có nghe các chư vị nào mà nói về sơ lược chuyện này cả. Dạ, ngộ quá hả chị? Từ đó giờ em cũng mới biết á. Chú ơi, thời buổi này ở trăm ngàn mối đạo, mình cũng không biết hết được, mình cũng không nên vội tin, mà mình cũng không thể nào mà mình xem thường. Thì tốt nhất mình coi như mình chưa từng thấy, mình chưa từng nghe đi. Mình coi như là mình chưa từng thấy, mình chưa từng nghe, đó là điều tốt nhất đó. Dạ. Cái như vậy là mình là tóm lại là mình sẽ bình thường hết chị, không có gì chứ ha. Đúng, nếu mà tôi nói với chú á, từ đây về sau nha, hình như không phải mới đây đâu, tôi vẫn nói với chú cũng mấy năm rồi đúng không? Dạ, chị nói với Từng em lâu lắm chú rồi đó. từng nói với chú là đừng bao giờ nghe những gì hết, đừng bao giờ nghe ngóng, đừng bao giờ trông ngóng gì cả. Bản thân tôi cũng vậy, tôi nói với chú chuyện gì chú cũng đừng bao giờ dội tin tôi, mà đừng bao giờ tin cứ một ai hết. Mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ, phải nghiền ngẫm từng câu từng chữ những lời nói, mình phải tìm hiểu sâu rồi mình hãy tin. Mình tin gì gì mình tin về cái bản tâm của mình, chứ không phải là mình tin những chư vị đó, mà mình tin về cái tâm của mình. Suy nghĩ ra tự vì cái tâm của mình tìm hiểu về bên giáo lý và bên Phật pháp, và cái điểm chính là cái điều chính nhất, là cái điều đúng là mình tìm hiểu. Khi mình nghiền ngẫm đó, cái nào đúng cái nào sai, thì khi cái đúng cái sai mình đã sơ lược rồi, thì cái suy nghĩ của mình nó đã đi vô con đường chân lý đó. Cho nên vợ tôi mới từng nói với chú đừng bao giờ tin tôi, những gì tôi nói chú cũng đừng có nên tin, mà chú phải suy nghĩ cho chu đáo, thật là kỹ, sơ lược cho thật là kỹ, mà phải nghiền ngẫm cho thật là kỹ trước khi chú tin tôi. Đừng bây giờ dội tin, cũng như ngoài xã hội ngoài kia cũng vậy, chú phải suy nghĩ để làm gì. Mình không có đi lạc đường, mình không có đi lạc đường thì có nghĩa là mình không có bị dẫn dắt. Dạ, yeah. Chị nhiều lúc chị nói mà em thấy nó hay gì đâu á, em ngồi em ngẫm nghĩ lại, thì bây giờ em sẽ khóc với khí lý khí cơ. Thứ nhất á là mình cái bản thân mình mà mình có khi mình muốn làm cái này mà mình tính làm nó đó nha, nhưng mà chút xíu nữa mình ra đó mình thấy nó trở ngại, mình chuyển hướng là muốn làm chuyện khác. Tới cái thân mình là còn vậy đó, thân mình quyết định mà còn nó còn trở ngược là vậy đó. Còn cái thứ hai đó là có người xưa có nói là cái tay trái làm đừng cho cái tay phải hay, nó nhiều cái câu rất là hay, còn còn Chú nhiều biết chỗ lắm. sao không? Dạ. Cái đó đó gọi là cái tâm mình còn giọng đó chú à. Cái tâm mình á, nó còn giọng á. Tôi chỉ ví dụ cho chú biết thôi. Ví dụ như hôm nay á, tôi mới nói với chú ơi, sáng nay á, mình đi chùa nha. Chú cũng niềm nở vui vẻ, sáng nay chị em mình đi. Nhưng bỗng nghe sáng nay á, chú lại đổi ý. Chú lại đổi ý lại. Hoặc là chú có một cái chuyến đi chơi đâu, hay là chú từ thiện một ai đó,
100 phần quà hay 50 phần quà, thì bỗng nhiên đi nay chú cái một suy nghĩ, thôi mình tặng cho cô bác 20 phần thôi, 30 phần thôi, còn cái đó mình sẽ đi dành lại đó. Chú thấy do cái tâm mình nó còn vọng. Vì sao cái tâm mình còn vọng thì chú phải biết rồi đó, vì vật chất, tiền tài, danh vọng. Tự vì chú cũng từng nói với chú rằng á, trong thời buổi này ai nói tu cũng dễ, đúng, tu rất dễ, rất là khó. Khi chú hiểu được con đường tu tập của mình thì nó rất là dễ. Khi mà chú không hiểu, chú cũng theo con đường tu tập nhưng mà chú không có tìm hiểu về cái sự tu tập đó thì nó khó còn hơn chú đi lên đến trên trời, nó rất là khó. Khi mà chú chịu khó nghiền ngẫm nó, suy nghĩ nó, rồi chú sẽ thấy nó rất là dễ con đường phía trước của chú đi. Nhưng mà chú thấy nó rất là dễ, chú đừng để gì đầy rẫy trong gai bi thương lắm. Nó rất là dễ, nhưng mà trong cái lúc chú đang đi, trong cái lúc này, chú biết là chú trọng nghiệp không? Chú bị trọng nghiệp không? Vì chú biết đấy, trong con đường chú đang đi á, ngậm ngùi trong nước mắt á, có thể là câu chuyện đó chú không biết mà người ta vẫn đổ thừa chú. Chú có miệng ăn mà chú không có miệng nói. Chú nói đi á, thì một lát á, cái sự trong lòng chú á, nó sân si nóng lên á, thì chú sẽ có một hai lời không phải, thì lúc đó là chú sẽ đang khẩu nghiệp. Cho nên nếu mà chú nín thinh á, thì người ta cứ áp đảo. Nhưng mà cái điều cái tốt nhất đó, chẳng thà để cho người ta áp đảo mình nín là tốt nhất. Nó tốt nhất trong cái thời buổi này. Tự vì con đường tu tập nó rất là dễ mà nó rất là khó. Tự vì chú biết á, trong cái lúc này á, mình bị khảo. Cái người mà áp đảo mình á, là người ta đang khảo mình á. Người ta khảo mình á, khảo để cho khiến cho những người đó đến khảo mình để cho con đường tu tập chú á, nó có đạt được mục đích hay là không. Nếu mà không có những người đó khảo mình á, thì á, cuộc đời của chú đi đến đoạn nào chú không biết được. Ví dụ như hôm nay chú đi đến một nơi đó, tôi nặng lời với chú. Chú thấy bình thường đâu có ai nặng lời với chú, thì chú vẫn vui vẻ. Hôm nay bỗng nhiên tôi nặng lời với chú, thì dĩ nhiên trong lòng chú á, tự bi bác thái, chú buông xả hết, không chú quán, không hờn, không giận, không buồn. Thì mặc kệ tôi. Còn nếu mà trong lòng chú còn chắc chú sân si thù hận buồn phiền, bỗng nhiên chú sẽ đáp lại liền. Cho nên trong con đường tu tập á, có những người khảo mình á, chú nên cảm ơn họ. Chú nên cảm ơn họ, biết rằng là mình rớt nước mắt đấy chú à. Biết rằng là mình rớt nước mắt vì mình quen nước mình rất là đau. Vì mình rớt nước mắt vì họ đó. Nhưng mà mình nên cảm ơn họ. Vì sao? Vì họ đến khảo mình, khảo khẩu mình, khảo khẩu mình. Nhưng mà trong cái lúc này á, chú kiềm chế được cái khẩu chú, là chú đã đạt được một mức cao nhất có thể trong cuộc đời hành trình của chú đi xa. Dạ. Cái cũng cảm ơn chị đã chia sẻ những cái gọi là cái ông nhồi quả cho người hành đạo. Đến nguy nàng thối chí cùng chân, nếu bền lòng thì dị quả cao hơn, chứ chẳng lẽ bỏ rơi Phật Thánh. Thì một cái đoạn giảng trên thầy muốn nói là nếu mà mình càng tu cao thì có nhiều người khảo cao, càng tu thấp thì có nhiều người khảo thấp. Thì mình không có màng cái chuyện đó, mà nói thì nói nó rất là dễ nhưng mà làm rất là khó. Giống như cái thầy nói một cái hai câu giảng đơn sơ thôi mà mình hành cả đời không được. Thầy nói ai chửi mắng thì ta giả điếc, mà giả điếc thì được rồi đó, nhưng mà đợi cho người hết giận ta khuyên. Có đơn giản vậy thôi mà sao mà khuyên nổi chị, người ta mới chửi mình sao khuyên được. Mà bây giờ em thấy nghe, người ta chưa chửi mắng mình là mình muốn cự người ta rồi, người ta giờ mình thôi là mình muốn cự người ta rồi đó. Bởi vì như vậy mà sao mà hành nổi cái câu ai chửi mắng thì ta giả điếc. Chú là được chứ, tự vì chú nói như vậy đó được.
Nhưng mà bẩn tôi từng nói với chú mà, nhiều khi có cô chú bác nghe qua người ta nói rằng là chứ lẽ người ta chửi mình làm thinh. Đúng chứ, phải làm thinh. Tại vì con đường giải thoát của mình chỉ có học. Mình chỉ có học thôi. Mình không được buông cái thứ gì ra nữa hết. Cho nên nó con đường của mình đi là con đường đúng phía trước. Dù cho người ta xô đẩy mình hay ta làm bất cứ chuyện gì, mình cũng vẫn đi đến con đường phía trước. Nếu con đường phía trước nó rạch ròi, nó khó đi một mức độ cột đỉnh như vậy mà chúng ta vẫn quyết tâm để chú, nếu mà lỡ như mà chú thấy con đường phía trước nó rạch ròi quá, chú lại là phía sau, thì coi như là tương lai của mình mất hết. Một đường, một đời của mình chọn lựa, hành trình của mình đi coi như đã đủ bể hết rồi. Bà của tôi nói với chú rằng nó rất là dễ, nhưng mà nó rất là khó. Khi mà cái khẩu của chú bị khảo á, tôi nói thiệt, chú chỉ rớt nước mắt thôi. Người ta chửi chú hả, nói thật những lời thiệt hại luôn đó. Nhưng mà mình biết nhói lòng mà rớt nước mắt, không bao giờ hả không nói. Vì sao mình không nói? Vì lý do nếu mà mình thốt lời ra một lát á, cái sự nóng giận của mình là người phàm phu mà chú, thì những khi á, mình thốt những lời nói của mình ra nó không cho hay lắm, thì cái khẩu nghiệp đến với mình. Tại vì mình thốt cái lời nói không hay thì khẩu nghiệp đến với mình, thì coi như con đường của mình đi nó không có hiệu quả. Coi như không hiệu quả, bao nhiêu công đức của mình làm đều coi như là mất hết. Nó mất hết những công đức của mình làm ra. Cho nên mình phải nhịn. Nếu trong cái thời gian mà chú nhịn được, họ chửi chú 2 lần 3 lần, chửi chú mãi chú nhịn hoài, thì coi như là chú đã đạt được. Vì sao? Chú coi những cái lời chửi đó chú không nghe đến nó. Người ta chửi mình chú đừng bao giờ nghe, chú đừng bao giờ suy nghĩ đến người ta chửi mình nữa. Vì hồi đầu mình còn đau còn đớn, khi mình nghe hoài riết rồi mình cảm thấy như là mình không quan tâm tới nữa. Vì trong lòng chú nó chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì chú không bao giờ quan tâm đến những người mà chửi mắng chú. Không bao giờ chú quan tâm tới. Lòng chú rất là lạnh đó, chú không có quan tâm đến câu nói đó. Còn nếu chú nợ lòng thì chú sẽ sân si, trong lòng chú sẽ không ngủ được. Chú sẽ tìm suy nghĩ ra để mình nói bằng cách gì hay mình làm cách gì. Tốt nhất đừng nên suy nghĩ, hết thả lỏng lòng mình ra. Chú phải suy nghĩ như thế này nè, chắc nhiều đời nhiều kiếp của con gây ra, cho nên kiếp này con phải trả. Tại sao những chư vị đó không chửi ai mà đè đầu chửi con? Chú chỉ nghĩ như vậy thôi, là trong lòng chú không có những gì sân si lên hết. Chú rất là bình thản. Chú chỉ nghe lời tôi, chú để tuy hình như vậy. Trong đầu chú phải nghĩ rằng nếu nhiều đời nhiều kiếp của mình, từ muôn lị kiếp mình không gây thù chuốc oán với những chư vị đó, thì kiếp này mình không thể nào gặp những chư vị đó, để những chư vị đó mà làm khó làm dễ với mình, dùng những lời khó nghe như thế cũng do mình mà ra. Cho nên mình cúi đầu hãy trả cho họ đi. Chú nghĩ như vậy đi, trong lòng chú không bao giờ đau, không bao giờ buồn. Chị cho em hỏi là thời gian gần đây nắng nóng rồi nắng nóng mà cháy ngự hết trơn vậy rồi liệu mà nắng này mà nó còn nắng hoài vậy em chị, hay là nó sẽ ngưng chị? Bây giờ chú nói thì để tôi nói, hồi đêm hôm này tôi mới thấy được. Đêm hôm này mà tôi hồi hồi mơ giờ tôi cứ suy nghĩ tại sao một có một câu chuyện lạ kỳ như vậy. Tôi lúc tôi tỉnh ngồi như vậy, tôi cảm nhận được là thấy mình thấy như là mình đứng như cánh cửa mình nói chú, mình bước ra đó thì cái ông trăng ấy nằm phía bên tay phải. Trong nhà mình vừa bước ra đó là ông trăng nằm bên tay phải. Chú biết
cục máu hay sao là ông chăn đỏ hay vậy đó. Chăn đỏ cục mắt vậy thì giờ tôi hỏi tôi làm sao tôi biết, tôi nói với chú ông chăn á cục máu do là ông chăn đỏ hay vậy. Nhưng mà nó ngộ như nè, ông chăn nửa cái á thì nó đã không còn cái lưỡi liềm, chú công nhận không? Nó chỉ có cái quằn nhẹ của lưỡi liềm thôi, tại vì ông chăn đã nửa cái rồi. Ông chăn mà chú để ý đi, đã nửa cái rồi thì không có còn cái lưỡi liềm, nó chỉ còn cái quằn nhẹ của lưỡi liềm thôi. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng ông chăn ha, nửa cái mà tại sao là nguyên dòng cái lưỡi liềm luôn, nó cong giúp lại thành nguyên cái lưỡi liềm vậy mà ông chăn đã được nửa cái rồi. Ông chăn đó nửa cái mà mày vẫn là cái lưỡi liềm. Tôi nói với chú là máu làm sao là ông chăn y hệt như vậy, máu làm sao là ông chăn y hệt như vậy. Cái đó là cái điểm nó sao chị, điểm nó được tốt sao chị? Cái này làm sao tốt được chú, mà cho mình thấy mức độ này mà ba lần như vậy đó, cho tôi thấy như vậy thì tôi ngẫm nghĩ rằng có thể là chăn máu nó hiện hình, chăn máu sẽ hiện lên nội trong năm nay, mà tôi không biết đất nước nào, có thể là đất nước Việt Nam mình thấy không chừng nữa đó. Chăn máu trong năm nay sẽ hiện hình, nội trong năm nay, mà tôi không biết chính xác là cái đất nước nào mà sẽ gặp con chăn máu này, nhưng mà tôi nghĩ chắc đất nước Việt Nam mình gặp quá. Tôi hy vọng á con chăn máu đừng bao giờ nổi lên, chăn máu đừng bao giờ nổi lên. Nếu chăn máu nổi lên thì sẽ một trận tàn khốc nổi lên. Dạ, làm điều không được hơn hả chị, điều ghê quá. Đúng. Nếu mà chăn máu đừng bao giờ nổi lên, nếu chăn máu nổi lên là một trận tàn khốc. Là mới ngày hôm nay tôi nói tại sao mà nguyên một ngày hôm qua mấy ông anh ấy dưới nhà điện lên tôi cũng không nghe, nhưng mình thấy là bực bội trong người mình, nó làm sao đâu á. Thì đến giờ tôi biết là đến 1:00 là tôi dậy, mà tôi không dậy cũng có người kêu tôi. Ví dụ như giờ đó mà lỡ như tôi đuối quá, tôi mệt quá, tôi ngủ quên đấy chú, là có người kêu tôi dậy. Kêu, lúc nào cũng vậy đó. Kêu dậy đang làm gì chị? Kêu dậy cho chú cái thắp hương. Tự vì giờ đó là giờ mình thắp hương mà. Chú biết hả? Ví dụ như tôi đang mệt nằm vậy đó, tôi ngủ vô sâu tôi không biết, vỗ vào một cái đùng một cái nó cũng như mà trời sập giống vậy đó. Rồi ở đâu cái tôi lờm cờm ngồi dậy, rồi tôi đâu có thấy ai, thì tôi đã biết làm cho tôi thức rồi. Ông ấy là được cái bếp ga mở lên cọc 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 nghe đầu tôi ngồi dậy. Chú biết nếu mà ông chăn máu mà đừng bao giờ nổi lên trong kỳ này, nếu nổi lên kỳ này á là bá tánh mình lầm than khốn khổ. Nhưng mà hạn hán kỳ này kéo dài lắm chú ạ. Hạn hán kỳ này kéo dài. Nhưng mà chú phải nhớ nha, chú đừng có ỷ y trời hạn mà không sạt lở nha chú. Trời hạn hán vẫn có sạt lở như thường nha chú. Cả đại đồng hãy suy nghĩ cho kỹ, hãy nhớ nha, đừng ỷ y nha. Trời hạn hán vẫn sạt lở, vẫn sụp đất như thường nha, đừng có ỷ y là nghĩ là trời hạn hán nứt nẻ như vậy là không có gì nha, đừng ỷ y. Còn những nơi nào mà nứt nẻ hay hoặc mai là những nơi nào nắng nóng như vậy mà mưa đổ xuống là vẫn có mưa đá như thường, vẫn có mưa đá, vẫn có bão tố như thường. Bởi tôi nói với chú á, năm nay á rất là ngộ, nó không giống như ngày xưa nữa. Tôi đã từng nói rằng á, cả đại đồng ra khăn chai niệm Phật cũng lại đi, rồi những gì mình chưa từng thấy thì mình sẽ thấy, những gì mình chưa từng biết thì mình sẽ biết.
tự gì không có ai mà nói cạn lời trên đây được, chỉ nói những một cái gì, một cái vẩn nào đó thôi, để cho đại đồng tự nghĩ ra mà để gán ăn chay cuốn lại. Nếu mình có duyên với bên Phật pháp thì dĩ nhiên là mình cũng vẫn hiểu, nhưng đó mình sẽ biết cái màu nhiệm nó thiên nguyên đến mức độ nào. Tại sao có những người ta mê mê tu còn hơn mà mê cuộc sống hiện tại của người ta, vì nó rất là màu nhiệm, nó rất là thiêng liêng, không thể nào mà nói cạn lời hết trong cái con đường tu tập được. Có cái những chuyện mà người ta không thể nào phơi bày nói cho cả đại đồng và anh chị em mình biết được. Có những câu chuyện nó rất là thiêng liêng, rất là màu nhiệm. Tôi chỉ nói với chú một cách này như vậy. Bây giờ là nó xảy ra những cái điềm báo dốc hết trơn chị ơi. Nào chị bữa chị thấy cái mặt trăng máu phải không? Rồi nào là cái chim bay tùm lum ở Kiên Giang. Rồi nào là ở ban ban ngày đó thì cái mặt trời cũng mặt trời đã quét luôn, mặt trời máu luôn. Rồi bắt đầu cái bữa nay cái tự động cái Hồi đang nào đang chú? dạ mấy hôm gài là cái mặt trời đó quét luôn, người ta đồn nhóc hết trơn, em ra em coi đỏ thiệt, đỏ cực luôn, thấy kỳ lắm, không giống cái mặt trời bình thường nó đỏ mà nó máu ghê không. Mà chị bữa chị nói mặt trăng về mặt trời luôn đó, chị thấy ghê không. Tôi nói với chú nha, khốn khổ tới đó. Vậy thầy nói Nếu mà đỏ chú bắt nói đầu đang câu thức nói tỉnh như trần vậy là khốn khổ nữa đó. dạ ghê quá. Mà nói Cái này là kêu mình nói ra không tin được chứ tôi ngộ lắm. nói cho chú nghe nè, người ta tin á thì người ta nhờ, người ta không tin á thì gán chịu. Thời buổi này chú cứ suy nghĩ đi, nếu mà mình có không tin mức độ nào, mình cũng phải nhìn vào xã hội vậy kia. Tại sao mà có một mức độ xảy ra trùng hợp đến chuyện này, xảy ra trùng hợp đến chuyện kia? Mình phải suy nghĩ, dù cho mình có cố chấp mức độ nào mình cũng phải suy nghĩ ra. Còn những người á mà ta kêu bằng cố chấp mà không suy nghĩ đến một một mức độ nào, ta chỉ nghĩ là cuộc đời này là của người ta thôi, thì chú nghĩ đi, chớp mắt một cái thì họ kêu trời cẩu Phật không còn nữa đâu. Chú cứ nghĩ tại sao mà có một cái tòa nhà đó, tại sao khi một dãy nhà không biết bao nhiêu ngàn căn nhà đó mà tự nhiên có một căn nhà lầu nằm ở chính giữa, nó thụng 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 xuống đấy, nó sập luôn, khỏi ảnh hưởng hai ba căn nhà kế bên. Rồi tôi hỏi chú tại sao bao nhiêu căn không sập, nó sập ngay căn đó. Vợ tôi nói với chú cái chuyện gì cũng vậy đó, khi mà nó xảy ra cho ba tánh với chúng ta thì chúng ta ráng niệm Phật, ráng ăn chay làm lành. Dù cho mình không ăn chay được, mình phải làm lành, làm hiền, làm phước, cúng lại để làm chi, để mình chuộc lại những gì cái lúc mà mình đã từng tạo ra cho những người khác, mình làm những gì để cho người khác đau, là tổn thương hay là đau khổ vô cùng. Mình phải nên sám hối cho thật là lẹ, mình đừng để những cái câu chuyện nó không tốt mà nó xảy đến với gia đình của mình một mức độ chẳng hạn sụp nhà sụp cửa là mình ở đâu đó. Chú nghĩ đi, hay hoặc mai là có những chú khi mà đi kinh doanh về xe cộ chẳng hạn, chú kinh doanh xe cộ cho anh ta thuê du lịch thì du lịch nọ, thì chẳng hạn những cái xe du lịch nó đang chạy rồi nó bốc cháy lên rồi, vậy rồi tôi hỏi chú chiếc xe nó tiền tỷ không đó, chú nghĩ đi, cũng nghĩ đâu, cũng do cái quả của mình nó tới rồi đó, cái quả của mình đã tới rồi đó. Mình đừng bây giờ nên chống trời, mình đừng nên vẽ nạn chống trời, chống không có nổi đâu. Dạ hôm nay nè có nhiều người ta hoang mang cái vụ mà 10 tháng 3 đó thì chị nói rồi đó, thì cũng đỡ hoang mang chút.
chứ từ sớm giờ ta điện cho em dập dập dập, ta hỏi gì đó hoài. Mà em nói Nam Mô Di Phật, tôi có biết cái gì đâu, hỏi chơi đạo hòa hảo, người ta nói đạo hòa hảo luôn đó, đạo hòa hảo em có biết gì đâu, thầy em đâu có dạy gì đó đâu. Người ta bây giờ nhờ chị nói vậy em mới bớt hoang mang. Mà cái người đó nó thấy ghê lắm, nó nếu mà ổng lập cái chặn này ra đó phải không, mà mình mà không cúng giống như ổng đó là mình sẽ bị lọt cái trong cái chặn đó, là mình không có ra được. Nó tại chết rồi sao vụ này ông này quá gì lạ ta, mình đạo hòa hảo mà đâu có nghe nói vụ này đó. Bởi vì trong nhà chị nói bớt tin thôi. Tôi nói với chú á là trên đời này nè, chú đừng tin tôi, chú đừng tin tôi bất cứ chuyện gì tôi nói với chú hết, mà chú phải tìm hiểu nhiều hơn, rồi chú nghiền ngẫm nó, rồi chú sơ lược tôi nói như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ chú xem về kinh sử giáo lý sấm giảng của Phật thầy để lại, bất cứ những kinh sử nào chú hiểu chú biết, chú sơ lược đi coi có những câu chuyện này xảy ra không. Chứ còn đối với tôi á thì tôi dốt nát, tôi không có biết chữ, có sao tôi nói vậy. Mà tôi nghe về kinh sử của Thích Ca Mâu Ni Phật hình như tôi nghe rất nhiều, nhưng mà tôi không thuộc, nhưng mà tôi nghe rất rất là nhiều đó. Tôi nghe hết cả những mẫu kinh này đến mẫu kinh kia, hết những này đến những, rồi tôi tìm hiểu, tôi nghe về sấm giảng giáo lý của Phật thầy, mà tôi vẫn tìm hiểu về các nơi kinh sử và của Thiên Chúa giáo. Mà tôi cũng tìm hiểu, dẫn tôi nghe đặng tôi sơ lược để hiểu về những chư vị bề trên, nhưng mà tôi cũng chưa từng thấy cái đạo nào nói những cái câu chuyện như chú đã từng nói. Trong cuộc đời của tôi đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe ai kể cho tôi nghe những câu chuyện chú vừa nói cả. Cái này bởi vì sao thầy nói sau này sẽ có tam thiên lục bá khắp chàng hải dân. Bởi tôi đã từng nói với chú rằng á, đừng bao giờ tin ai hết. Nếu mình là người ăn chay niệm Phật, mình là người cúng lạy, mình Phật giáo hòa hảo, mình phải tin tưởng Đức Phật, Đức Thầy. Mình phải tin tưởng, cái niềm tin của mình đặt hết về Đức Phật Thầy và Đức Thầy thế hệ này qua thế hệ khác, từng đi cứu đời, từng giúp đời, từng trải qua các công chuyện mà điều bi thương dẫn cứu đời, qua cuộc sống này qua đến cuộc sống nọ, thì mình phải tìm hiểu, mình in dấu vào cái ấn tượng nó vào đầu của mình. Mình đừng bao giờ để cho bất cứ một ai đánh vào cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng của mình nó rất là quan trọng. Chú thấy cái tư tưởng của mình nó quan trọng lắm, mà cái khẩu miệng của mình nó còn ác hơn cái tư tưởng của mình nữa. Cho nên á, cái con người tu tập á, lúc nào người ta cũng vững vàng cái tư tưởng, phải vững vàng cái tư tưởng. Cái tư tưởng mà nó vừa hiện lên ta đã nóng đầu, nó rỉ xuống, ta không có để cho nó ngôi đầu lên. Cái tư tưởng đó nó mà vừa ngóc đầu lên là người ta đã nóng đầu, nó đã kéo xuống, nó vừa phát ra là ta bịch nó lại, không thì để cho nó lên về sau. Nó sẽ tư tưởng, nó nghĩ ra cái chuyện này, nó nghĩ ra đến cái chuyện nọ, nó nghĩ mức độ thế này, nó nghĩ mức độ chuyện kia. Nó vừa phát ra là người ta đã kéo nó xuống rồi, người ta không có đi theo, không có chiều theo cái ý nó được. Đi theo nó mà chiều theo ý của nó thì kiếp này đời này mình coi như là đánh mất hết cả tương lai, đánh mất hết trong cuộc sống, cuộc đời của mình không có còn gì mà để nói. Mở con đường tu tập cái chú thấy nó rất là dễ, mà nó rất là khó, chứ không có dễ dàng như chú đã nghĩ như vậy đâu. Chú vừa bị khảo, chú vừa bị đánh tứ phía, chú vừa bị khảo vừa đánh tứ phía,
bởi tại sao người ta phải thức đêm đất hơn người ta tịnh. Giờ đó chú tịnh mới là chính xác nhất. Có chư vị người ta khỏe đó, 12 giờ khi người ta đã tịnh rồi. Những cái chư vị mà ta khỏe, có sức khỏe, ta tịnh 12 giờ khuya người ta đã tịnh. Người ta tịnh cho đến 4-5 giờ sáng. Có những người đã không sức khỏe, đã kém, đã không có sức khỏe nhiều, thì 1 giờ mấy, 2 giờ người ta tịnh đến 3-4 giờ. Cho nên giờ đó người ta không giờ để tâm ta đọc. Bởi những người này chú đừng mắng chửi người ta làm gì. Chú mắng chửi người ta chú chỉ có quạ và khổ thôi. Những người này chú có chửi, có nào chửi tập không thể lên tiếng đâu, vì tâm người ta đã quá tịnh rồi. Bây giờ chú muốn làm gì cũng được, chú muốn chửi gì cũng được. Chị cho em hỏi cái câu này chị, cái tỷ cơ cũng nói là cái tháng 6 tới là nó rất là nó gặp sẽ có cái đại nạn rất là lớn luôn chị, nhưng mà chị mở mở cái mí mí vậy thôi. Rồi em gặp cái cô kia cũng nói vậy nữa, cũng nói cái tháng 6 tới nữa, là tại vì dựa vô câu giảng mà trung ương gồng lộn ê hề thay phơi đó chị, mà không biết nó nằm ở cái đại nạn nằm ở cái chỗ nào mình không biết. Nhưng mà mình thấy trước mặt thì nó nguy hiểm quá, nào là thầy bây giờ mới đây là mới ai mới gỡ tin nữa nè, mới cháy ở ngoài về thành phố nữa nè chị, cháy nữa đó chị, cháy lên phần phần luôn, em mới coi cái thị nè, mới 4 giờ trước nè. Thấy ghê không, cháy nổ liên tục luôn đó chị, không biết mà là nguyên nhân sao mà cháy nổ liên tục luôn đó. Chú đã biết á, trong thời kỳ này rồi không còn điểm dừng. Tôi đã chia sẻ với cô chú rất là nhiều, lúc nào tôi vẫn nói với chú là trong thời buổi này không còn điểm dừng được nữa, chỉ còn đi đến như tên thôi. Cái tên đi thẳng đến phút khúc nào thì khúc có bị sụp thôi, chứ không có còn nơi nào mà nói rằng là có điểm dừng cả. Tôi bở chú hỏi tôi thật sự ra mà nói, tôi không muốn xúc phạm và không muốn làm tổn thương. Tôi không xúc phạm các chư vị nào cả, mà tôi cũng không muốn làm tổn thương các chư vị nào đâu. Nếu mình chính xác vào câu chuyện đó thì mình phải lôi câu chuyện đó chính xác ra để cho cả đại đồng người ta hiểu được và người ta thấu hiểu được cái câu chuyện đó nó như thế nào. Mình nói câu chuyện đó nó xảy ra ngay cái tháng đó mà mình chỉ nói phóng phóng lên câu chuyện là công chuyện gì. Mình phải lo câu chuyện đó ra chứ, tại sao mình nói như vậy là mình nói công chuyện gì? Vậy là mình đang mò kim dưới đáy biển sao? Đó mình đang làm khó làm dễ, đang làm khổ chúng sinh. Cái đó là mình chỉ có mang nghiệp thôi, mình không có được mang cái phước. Mình chỉ mang nghiệp không được mang cái phước. Tự vì á, chú nói thì tôi chưa biết cái gì cả, nhưng mà tôi nghe chú nói thì tôi đã khẳng định được rồi. Tôi nghe chú nói là tôi đã khẳng định được. Vì sao tôi khẳng định được? Vì các chư vị này khẳng định tháng 6 sẽ có quả. Thì đúng rồi, các chư vị này chỉ nói quả thôi, các chư vị này không có nói là quả gì. Thì hiện tại bây giờ chú nằm nghỉ đi, tháng 6 là dĩ nhiên là phải có quả rồi đó. Nhưng mà quả gì, những chư vị này cũng là quả, chứ không có biết quả đó là quả chính xác là quả gì. Vì sao mà các chư vị này nói như vậy? Hiện tại bây giờ chú thấy không, nghèo nàn đói khổ nè, bá tánh đang lầm than khốn khổ vì nước nôi nè. Đó, bây giờ nước nôi là đang đi hàng đầu đó, thì dĩ nhiên cái nghèo khổ đói phải đi ra. Thì nếu mà nó xảy ra chuyện này á, nó càng ngày nó càng đi tới, nó không bao giờ đi luôn. Nó càng ngày càng đi tới, nó không có càng đi luôn. Mà các gia vị này, nếu mà các gia vị này đã biết được cơ gì nói ra thì phải nên nói thẳng, nói tình và lý. Cơ đã trời Phật cho chú biết rồi thì không có thể nào úp vào úp mở, cho chú nói hay là không cho chú nói thôi. Nói cho chú biết như vậy, đã điển trời đưa xuống rồi thì đã cho chú nói hay là không cho chú nói thôi. Đã thi đã cho chú thấy rồi, đã cho chú biết rồi là khẳng định là nó như thế đó.
Mà cái câu này á, không phải là một mình tôi nói với chú như vậy. Hình như là tôi cũng tìm hiểu về bên những các chư vị đồng tu, thì người ta nhận xét được và người ta cho điểm biết được, và ơn trên cho thấy và cho biết được. Những thứ nó không giống nhau chú, cái điểm trời Phật là quyền vi lắm, không bao giờ mình nói hết được, dù cho mình có bầu thai lại muôn vạn kiếp cũng không bao giờ mà mình biết hết những cái quyền vi là nó màu nhiệm của trời Phật. Cho nên á, các chư vị đồng tu người ta vẫn biết được cái điểm đó, ơn trên cho thấy cho biết, thì chúng tôi tìm hiểu với nhau á, thì hai bên trao đổi thì đều như một, đều như một. Chỉ có những điều chú nói là tôi thấy nó lạ kỳ, tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, nó lạ kỳ thôi. Biết chứ còn điểm mà cho xuống rồi là tôi nói với chú làm sao mày được, chỉ cho chú nói hay là không cho chú nói thôi đó. Tôi nói như vậy đó, điểm là không bao giờ mà nói chuyện như vậy được, chỉ cho chú nói là không cho nói thôi. Vậy là chị nhận định là tới đây là mình sẽ khổ hay là khổ lắm hả chị? Vậy mình có cần khuyên bà con sao không chị? Tôi nói với chú á, những gì mình kiêng bá tánh, mình kiêng đại đồng á, thì mình đã nói hết lời. Những gì mình nói thì mình, hồi lúc tôi vẫn nói với chú cả đại đồng, tôi nói á, mặt giấy tờ bất cứ điều gì quan trọng ngọc ngà châu báu của mình nó nhiều quá mức thì mình không nói được. Còn những gì nó nằm trong vòng tay mà mình cảm thấy quản lý nó, thì mình để nó nằm nằm ngay góc nào vừa tầm mắt của mình, để làm chi, để những khi mà nó có chuyện gì mình có đường mà mình thoát, mà mình chụp nó mình chạy đi liền. Thì có người lên đó là vẫn là bình luận vẫn chửi tôi như thường, người vẫn nói vậy là sao, thì tôi chỉ nói như vậy thôi chứ tôi không có nói bạch thiệt bất cứ chuyện gì ra hết. Tự vì chuyện thời buổi này chuyện gì nó xảy ra toàn là thình lình không, nó không bao giờ cho mình biết trước được. Chẳng hạn như hôm nay tôi nói chuyện với chú như thế này, ngày mai tôi biết tôi còn không mà để nói chuyện với chú. Vì cuộc sống bây giờ nó rất là vô thường, con người của mình nó cũng vô thường đi lịch như vậy đó, nó cũng vô thường đi lịch như vậy, cho nên mình không có lường trước được chuyện gì đâu. Còn những điều á, tôi nói với chú á, điển trời xảy mà nó đã cho mình biết được thì phải cho chú biết từng nguồn gốc. Ví dụ như cho chú thấy bằng cách đó thì nó là cách khác. Còn những trên trời mà hiện ra một cái gì đó thì là do cái tâm của chú, do cái thông cái chú là nó có với chú á, trí huệ chú có được tới đâu để chú quán xét được cái cơ đó mà chú đón, thì cái đó đâu có ai nói cho chú nghe, đó là nhờ vào cái trí huệ của chú, nhờ vào trí huệ của chú mà chú nhìn lên đó được. Thì chú có cảm nhận được có chư vị Bồ Tát nào ở bên cạnh chú để cho chú biết, chứ thật sự chú cũng không biết. Đó là tôi chia sẻ ra đây để là chú cho chú biết, chứ đừng bao giờ nói là trí huệ mình cao một mức đó để mình tìm vào mình thấy không có đâu. Vì những người người ta tu mà người ta đã có trí huệ rồi vậy, chú biết á, có những chuyện người ta biết, mà có những chuyện các chư vị Bồ Tát hay là những vị thần cho người ta biết, chứ cũng không phải là chuyện gì người ta cũng phải tự biết đâu. Có những chư vị Bồ Tát và những chư vị thần cho người ta biết, chứ chú đừng bao giờ nghĩ là người ta chuyện gì người ta cũng tự nhiên người ta biết, không có đâu. Là những gì tôi nói đây là bằng thật, chú nên đi tìm hiểu về những người tịnh đi rồi chú sẽ hiểu, chú sẽ hiểu nhiều hơn. Vì những người đó đã không va chạm với đời, người ta cũng không
tiếp xúc với bất cứ một ai hết. Từ đây á, tôi nói với chú nó khổ cho chú. Tôi dám nói với chú rộng rắn á, càng ngày càng nhiều động đất, càng ngày càng nhiều chứ không có ngừng nha. Trời nắng này vẫn sạt lở, trời nắng này vẫn sạt lở như thường nha, mưa đá vẫn xuống như thường nha. Rồi chú phải nhớ nè, một chặng kỳ này nè nha, sẽ khổ. Khổ gì gì cào cào châu chấu sâu bọ hoặc mai là mấy con này nè sẽ xuất hiện ở nơi nào trước thì tôi không dám nói, nhưng mà sẽ xuất hiện ra nè. Xuất hiện ra thì hóa tánh sẽ khổ tiếp. Tại vì cái đó là nó là cái điểm báo mà. Mà chờ chuyển thì ắt có mưa, chuyển là phải có mưa. Dạ, vậy là mình cũng nên khuyên bà con mình cũng tranh thủ tu hành trong cái thời buổi hạ văn hòa pháp này ha, hát chị. Chứ bây giờ nếu nói là nó trễ, thầy nói tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đói đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, cả gian ác đến sau tiêu diệt đó. Đó bà con nghe thầy nói đó, thầy nói sau này là nếu mà gian ác là sẽ tiêu diệt đó hết trơn đó. Còn mà nếu mà mình mà người mà tu rồi đó thì đại nạn mình sẽ được tránh đó bà con ơi, được tránh rất là nhiều chỗ luôn. Giống như thầy nói người khôn á thì nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hùm beo. Lúc nào người ác á, thầy cũng dí chung với hùm beo nè, rồi tay tượng bộn bề nào gắn to tên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó thay dương trần nha. Vậy mà bà con không sợ, bà con đỡ cái gì nữa bây giờ? Chỉ có một con đường là tu thôi bà con ơi, tu mới là đạt đến cái mức độ tối cao thôi. Còn không tu thì á, là người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn, ăn hết trơn nè, gọi giặc giả nè đó. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha nè, vậy sớm mau kiếm chữ ma để Phật cứu khỏi nơi khó lửa nè. Rất là nhiều chỗ mà thầy kêu mình phải đi. Nhưng mà bà con ơi, thiệt chứ theo như mà khái lý khí kênh, cái quốc tạo thấy là bây giờ là năm nay là nó sẽ lộ hết cái luôn, lộ tất tần tật ra, rồi bắt đầu nó sẽ kéo dài luôn, kéo dài dài tới 5 tỷ luôn, kéo hoài. Em nói gì phải không chị? Cái điều mà nó xảy ra thì chú đã biết rồi, nó xảy ra là nó đi tới luôn, nó đâu có đi lùi được. Nhưng mà cái mũi tên bắn vào đâu thì nó sẽ gục thôi. Mũi tên chỉ ở đâu đó là nơi đó rụt nhà. Đừng thấy mình có là mình là tất cả, không có đâu chú à, chỉ có đạo đức mới là tất cả thôi. Mình đừng bây giờ mình nghĩ là mình có là mình là tất cả. Cuộc sống này, hiện tại này, chỉ có đạo đức mới là tất cả. Tôi vẫn nói với chú một câu là cả đại đồng. Một năm nay, trong vòng năm nay, các chư vị, tôi cũng cầu mong và hy vọng sao các chư vị nghe được. Nội trong năm nay hãy ráng tịnh tu liền, càng sớm càng tốt trong nội năm nay. Nội trong năm nay thôi, đừng để tu không kịp. Còn những chuyện gì xảy ra thì nhìn thì sẽ thấy, rồi sẽ biết. Khi mà mình tu là không còn kịp nữa. Khi mà mình ngồi đó mình cúng lại thì không còn kịp nữa. Hy vọng cả đại đồng phải tranh thủ thời giờ, thời gian của mình, quý báu của mình. Nhích ra 5 phút, 10 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng gì cũng được, tùy theo cái thời gian quý báu của mình. Ăn chay cúng lại mà ngồi niệm Phật, sám hối những chuyện gì mình làm. Còn các chư vị nào chưa đủ duyên ăn chay lược được thì mình cũng ngồi đó niệm Phật, ráng làm thiền, làm lành để chuộc lại những gì mình đã từng sát giết. Nội trong năm nay hãy gắng cố gắng đi để không kịp. Chỉ nội trong năm nay phải bằng mọi giá phải cố gắng lên để không kịp. Dạ, yeah. Năm nay hơi nguy hiểm quá chị, ai cũng nói năm nay chứ quá nguy hiểm. Trung ương gồng lộn gây hề thay phơi. Dạ không có đâu nha chú. Đừng bao giờ thấy biển đông rồi
nổi sóng lên rồi mình cứ lôi giặc giả vô để mình làm chao đảo lòng dân á, mình mang tội kêu bằng còn hơn mình đi phá chùa phá miếu nữa chú à. Dù cho chú có đi tu cỡ nào tu chú cũng không bao giờ chuộc lại cái lỗi mà chú làm chao đảo lòng dân đâu. Chú làm cho người ta chao đảo, người ta ăn không được, người ta ngủ không được, rồi người ta không có làm ăn cái gì được hết, làm cho người ta hoang mang chao đảo, nghiệp của mình rất là nặng đó. Năm nay là không có chuyện giặc giả trong nước của mình, nó sẽ xảy ra một cách khủng khiếp ở bên ngoài, xảy ra bên ngoài. Bởi tôi mới nói với chú là cầu mong cả đại đồng, hy vọng cả đại đồng giáng ăn chay niệm cúng lại trong năm nay. Nó chưa xảy trong nước của mình mà nó xảy ra hết ở bên ngoài, lúc nào mình cũng chờ giờ cuối cả. Mình không có trong cái thời buổi này, trong cái lúc này đâu, mình chỉ có đói rách, đau khổ chuyện này đau khổ chuyện kia, hạn hán không có nước uống, bốc cháy rồi sụp đất đầu này sụp đất đầu nọ, sạt lở đầu kia, mưa đá đầu nọ, đủ chuyện xảy ra, bốc cháy khủng khiếp đầu này bốc cháy đầu nọ, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ thất nghiệp ê hề, mà ăn mua bán không được, mình đang khổ vào cái cảnh này. Còn chiến tranh thì mình chưa có, còn có các chư vị người ta hiểu được, ta nghiền ngẫm ta nhìn thấy được, thì trong cái sự gói ghém và người ta làm như thế nào để cho trong cái phạm vi cuộc sống người ta cho nó được trọn vẹn đầy đủ hơn, không thể nào để trong cái chuyện mà nó xảy ra ngoài ý muốn. Còn có những vị mà người ta thấy là cuộc sống là đang quá ổn định, người ta không có tin tưởng đó, thì dĩ nhiên cái những cái người đó đó mới là con người tội nhất. Con người đó